Trước đây, sư phụ có đề cập về là loài đưa tin. Nếu được, xin sư phụ nói thêm về vai trò của các loài vật khác. Tôi không thể nói hết cho được. Biết có bao nhiêu triệu loài trên địa cầu không? Hàng tỷ, ít nhất. Cho nên, nói gắn gọn tất cả các loài vật đều có vai trò của họ. Họ giúp và gia trì cho địa cầu và con người chúng ta theo mỗi cách trong khả năng của họ, như lớn hay nhỏ. Loài nhện có nhiệm vụ đưa tin. Nếu quý vị đi ra ngoài và nhện tự nhiên xa trước mặt, ví dụ vậy, nếu họ đi vào trong nhà thì phải chú ý coi họ nói gì với mình. Nhưng tôi đoán hầu hết con người bị điếc về thành giao cách cảm, nên họ không thể nghe gì hết. Và nếu nhìn xa, ngay trước mặt, khi quý vị đi ra ngoài, đôi khi họ từ trên cây hay từ cột hay nơi nào đó xa trước mặt quý vị, và sợi tơ nhìn của họ, đó là lúc họ muốn nói với quý vị điều gì đó, nhưng nói với quý vị hay bất cứ ai cũng vô ích vì không nghe gì hết. Chỉ có tôi nghe thôi, và một số người cũng nghe được, nhưng rất hiếm, rất ít. Rất ít người vẫn còn khả năng thành giao cách cảm này. Trước đây tôi cũng không có. Ngay cả tôi cũng bị chặn khả năng đó. Để tôi không biết gì, chỉ thỉnh thoảng mới biết được. Nhưng không, bây giờ thì khác. Bây giờ nếu có thời gian, nếu chú ý, thì tôi nghe được. Tôi nghe nếu họ muốn nói với tôi điều gì đó thì tôi biết. Dạ, cảm ơn sư phụ. Có khi họ đến để an ủi tôi nữa, không phải để đưa tin gì. Họ chỉ nói như, xin đừng khóc, đừng buồn. Xin hãy kiên nhẫn. Đại khái như vậy. Xin sống vui vẻ, sống bình an. Đôi khi như vậy. Sáng hôm nay một chú nện nhỏ đến nói với tôi như vậy. Chú lớn cỡ khoảng này, tròn cỡ này, toàn thân tính cả chân. Dĩ nhiên. Và ngay cả chú nện nhỏ xíu, hôm qua một chú nện nhỏ như vậy, cỡ đầu đũa, cũng nói với tôi điều gì đó. Bởi vì Thượng Đế Tánh dùng họ để truyền thông điệp cho tôi. Nhưng tôi không chắc Thượng Đế Tánh có truyền thông điệp đến những người khác, hay là nhện chỉ dùng bản năng thành giao cách cảm riêng của họ để nói với con người. Có vài người tốt nhện sẽ đến đưa thông điệp, nhưng hầu hết con người không hiểu, không biết, không nghe thấy. May mắn là họ không bị con người, thậm chí là giẫm chết. Hiểu ý tôi không? Thành ra tôi nói với quý vị, tôi cảm thấy rất thương cho loài nhện và các loài khác khi họ tìm cách đưa thông điệp cho chúng sanh khác. Người ta bắt họ hoặc đập chết họ, hoặc có thể giẫm chết họ, hoặc có thể đóng cửa và kẹt họ ở giữa, và bất cứ gì. Họ liều mạng sống của họ chỉ bởi vì họ phải làm việc đó. Họ cũng muốn làm việc đó. Trong nhiều trường hợp, bởi vì là một người tốt, có trường hợp họ không muốn làm bởi vì người đó không tốt và họ biết là họ sẽ chết. Người đó sẽ đập chết họ, ví dụ như vậy, nhưng họ vẫn làm. Nói quý vị biết, tất cả động vật là phước lành cho thế giới chúng ta. Cho dù một số động vật giết một số người, tôi tiếc phải nói, nhưng người đó phải chết theo cách đó, đó không phải là lỗi của loài vật. Hoặc tôi nhớ, có một cô voi mẹ đi ra ngoài và tìm cách giết những người khác bởi vì họ giết voi con của cô. Họ quấy rầy và hành hạ voi con để huấn luyện. Bằng một cách rất dã man, họ đánh đập để voi con phải rống lên và ép buộc voi con phải khuất phục, bắt lặp đi lặp lại nhiều thứ. Và nếu không biết làm, nếu không làm được thì đánh đập hoặc dùng dao cắt xẻ và những việc như vậy. Và rồi voi con chết, vì vậy voi mẹ nổi điên lên, đi ra ngoài trả thù. Đó là một trường hợp rất hiếm. Hoặc ngay cả có lúc một cô bò hiền lành trầm tĩnh mà cũng đuổi theo một người và giết người đó, bởi vì bò đã chịu hết nổi rồi. Có lẽ người đó đã giết bê con của họ hoặc hành hạ họ một cách tàn nhẫn. Một số người rất tàn bạo, họ không chỉ giết mà còn hành hạ. Và những thí nghiệm với động vật sống để dạy trẻ em hoặc dùng trong phòng thí nghiệm, những việc này cũng là tàn bạo, lẽ ra họ phải bị cấm vĩnh viễn từ trước đây rồi. Tôi không thể nhấn mạnh cho đủ, thế giới chúng ta có nhiều nhóm người hoặc những chính sách tàn bạo
những chính sách đần độn, ngu dại, dã man, độc ác, xấu xa, cần phải bị loại bỏ, bãi bỏ, phải bị cấm. Cho đến khi thế giới chúng ta trở nên tốt hơn, đó là nếu thế giới chúng ta trở nên tốt hơn, không phải chỉ về việc giết động vật trong lò sát sanh, mà còn trong phòng thí nghiệm nữa. Họ không chỉ phải giết, họ hành hạ động vật, như mổ sống này nọ. Ôi trời ơi! Câu hỏi kế. Trong buổi hội thảo vừa qua, sư phụ nói về các tinh cầu được tạo ra và nghiệp quả bắt đầu hình thành liên tục, không ngừng. Vậy vào thời điểm nào, tinh cầu không còn trải qua vòng tuần hoàn này nữa, mà tiến hóa lên đẳng cấp cao hơn và không còn thoái lui nữa, còn tùy vào con người. Tất cả các vị thiên đế trên thiên đàng thật sự đang giúp đỡ ráo riết. Bằng không, địa cầu đã biến mất rồi. Nhưng con người, họ vẫn cứ bám lấy. Ngay cả miếng thịt mà họ có thể bỏ xuống bất kỳ lúc nào. Vì khẩu vị họ không bận tâm địa cầu có suy tàn hay không. Không cần biết con cháu chắt của họ có sống trong hỏa ngục hay không. Họ không bận tâm đại dịch có tiếp diễn hay không. Họ không quan tâm thế giới có sụp đổ hay không. Vì miếng thịt đó trong miệng của họ, họ mặc kệ. Họ không cần biết, họ giả vờ không hiểu. Giả vờ không biết, quý vị hiểu ý tôi nói chứ? Cho nên còn tùy vào tất cả loài người, những gì họ làm. Bác sĩ có thể bảo mọi người uống thuốc, nhưng họ không thể ép uống thuốc. Nhưng không thể ép buộc họ uống thuốc nếu như họ không muốn, nếu họ muốn chết. Tới khi họ bị nhiễm độc quá nặng thì, đôi khi tôi nghĩ, địa cầu này, quá nhiều thứ, không phải chỉ lối ăn thịt, mà còn rượu, thuốc lá, ma túy, chất độc, chiến tranh, còn sự tàn ác trong phòng thí nghiệm, còn sự tàn nhẫn với động vật khắp nơi, không chỉ trong lò sát sanh thôi, và vẫn còn sự tàn nhẫn với con người, bạo hành gia đình, lạm dụng trẻ em, lạm dụng người lớn. Có quá nhiều thứ trên thế giới này và nhiều nơi bị phá hủy nặng nề và đủ thảm họa luôn diễn ra. Bão lốc, lũ lụt và không biết chúng ta có từng bị nhiều thảm họa đến như vậy. Trước đây tôi không nghĩ vậy. Thế mà họ vẫn cứ bám vào miếng thịt nhỏ máu, miếng thịt đẫm máu đó trong miệng họ và họ gọi đó là thức ăn. Họ cũng chẳng cần biết xung quanh họ có ai bị chết hoặc trẻ em bị đau khổ hay không. Nghèo khó và đủ mọi vấn nạn khắp nơi. Cho nên đừng hỏi tôi bao lâu nữa nó sẽ thành hiện thực. Tôi đang hỏi cùng câu hỏi như quý vị. Có chắc quý vị có trả lời sau khi nghiên cứu tất cả điều đó, sau khi thấy tất cả điều đó trong bài tường thuật. Thưa sư phụ, có một câu chuyện khoa học viễn tưởng. Người ngoại tinh đến địa cầu và thấy sự tàn nhẫn của trận đấu bò. Thế nên họ khiến tất cả những người tham gia ở sân vận động trải nghiệm nỗi đau, y như lúc bò đực cảm thấy đau. Và kết quả là người ta sẵn lòng ngưng hoạt động đấu bò. Tương tự vậy, thưa sư phụ, có cách nào ngay tức khắc đánh thức sự đồng cảm của mọi người để họ lập tức cảm nhận sự đau khổ của động vật không? Nghiệp báo và sự đau khổ trong địa ngục không xảy ra ngay, do đó người ta không nhận ra và hậu quả từ hành động của họ. Ôi, chúng ta đang đánh thức. Thiên đàng đang đánh thức. Nhưng họ trở lại, làm y vậy lần sau, phút kế tiếp, giây kế tiếp. Nhớ kinh Địa Tạng không? Có một vị Bồ Tát hỏi, rằng các chư Phật, tất cả chư Phật có cứu mọi chúng sanh ngay cả từ địa ngục, nhưng khi họ trở lại có một hoàn cảnh tốt hơn, họ lại tái phạm. Họ phạm cùng một lỗi y như vậy, ít nhiều như thế. Thật ra bây giờ Ngài Địa Tạng vẫn mãi mãi ở trong địa ngục, bởi vì họ đã bị ma vương đầu độc và họ đã bị cái gọi là con chip điện tử não bộ này. Như quý vị cấy con chip trong cơ thể con người hoặc cơ thể chó để nhận dạng chó đó. Giống vậy, cho nên tôi muốn tất cả điều này cùng chấm dứt hoàn toàn. Nhưng không biết có thể làm không trong kiếp này của tôi. Thành ra tôi bảo quý vị, thời gian của tôi rất quý báu.
Đó là lý do tôi ghét khi người nào cố tìm cách làm phiền. Tôi chỉ được để chú ý hoặc hỏi vớ vẩn hoặc bất cứ gì, chỉ cho mục đích ích kỷ của họ. Thành ra tôi không có kiên nhẫn cho chuyện đó, không có, có điều cũng không thể luôn để thực hiện trong phạm vi lớn, bởi vì mọi người sẽ chết ngay lập tức. Nếu dùng cách điều khiển tâm trí, điều khiển não bộ thì con người sẽ không biết làm sao để phản ứng trong đời sống bình thường. Họ phải tự thức tỉnh. Bằng không, nếu quý vị điều khiển tâm trí, não bộ của họ như vậy thì họ sẽ tàn đời. Họ không thể hoạt động nữa. Và quý vị có thể làm, có lẽ tạm thời thì được, người ta ngừng lại, phút kế tiếp quý vị buông ra, thì họ làm trở lại như vậy nữa, trừ khi đầu óc họ chết, phức tạp lắm, không dễ như vậy. Vì cấu tạo của con người không phải là đồ chơi, không phải là người máy. Còn có một lực lượng đầu óc đằng sau đó nữa, phần nghiệp quả. Dạ hiểu, nghiệp lực đã biến mất, nên chúng không gây áp lực cho con người để làm cộng thêm. Vấn đề cho nghiệp của họ, ngoại trừ những gì họ phải làm, và ma vương không còn nữa nhưng vẫn còn, có gì đó trong bản thể con người, trong tâm trí, trong não bộ của họ, không thể lập tức dọn sạch hết, nếu dọn sạch họ sẽ chết. Ngay cả đệ tử, họ vẫn phải trải qua một số nghiệp quả, bởi vì nếu sư phụ rửa sạch nghiệp, thì họ không có lý do để sống ở đây. Còn câu hỏi nào nữa không? Dạ không, đó là câu hỏi cuối thưa sư phụ. Được rồi, quý vị hài lòng không? Có muốn hỏi thêm từ những câu trả lời của tôi không? Có gì đó vẫn chưa sáng tỏ trong tâm trí của quý vị qua câu trả lời hoặc câu hỏi qua câu hỏi không? Quý vị muốn hỏi thêm không? Dạ không, chúng con ổn sư phụ. Quý vị ổn? Quý vị mất một tháng mới có tất cả những câu hỏi này. Chỉ có 17 câu hỏi từ tất cả quý vị. Tôi nói quý vị là một nhóm thiện lành, nhưng không phải một nhóm lớn. Mặc dù vậy, không sao. Tốt là quý vị đặt câu hỏi. Tôi đã hứa đọc quý vị nghe một số truyện. Tôi cũng muốn lắm, nhưng nói quý vị nghe, nếu có thể tôi đã đọc rồi. Bởi vì tôi muốn bảo quý vị nhiều điều qua mấy truyện đó. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Và rồi quý vị có thể thêm tài liệu, thêm cảm hứng để hỏi thêm. Cho đến nay vẫn chưa làm được. Dạ hiểu. Tôi muốn nói tạm biệt bây giờ và chúc tất cả quý vị mọi điều tốt đẹp nhất. Chúc tất cả quý vị có thể câu thông với lực lượng tâm linh để quý vị có thể cảm thấy hoan hỷ hơn, cảm hứng hơn, sáng tạo hơn và làm hạnh phúc hơn bên trong chính mình. Cảm ơn sư phụ. Rồi gặp quý vị lần sau nhé. Cảm ơn sư phụ. Có lẽ thôi ha. Dạ, thưa sư phụ, chúng ta chỉ có thể biết ơn cho những gì mình có mỗi ngày, vì chúng ta không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra ngày mai. Dạ, được rồi, Thượng Đế gia ân. Cảm ơn sư phụ. Cũng cảm ơn quý vị, tất cả quý vị đã làm việc siêng năng, toàn tâm, toàn ý, vô điều kiện và hợp tác. Mong quý vị thật sự cảm nhận tình thương của lực lượng Minh Sư và Thượng Đế toàn năng. Xin cảm ơn sư phụ. Chào.